Wow, 8 tháng 3, DK Eyebrows and Beauty có gì? Cùng đón chờ món quà đặc biệt, làm đẹp thoải mái, bắt đầu từ ngày 5 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2022. Giảm 40% vùng môi phủ xương tế bào gốc. Tặng gói chăm sóc da 8 bước Aqua Seal, giảm 40% các dịch vụ da. Điều trị mụn giúp da phục hồi từ bên trong. Điều trị nám, tàn nhang chuẩn khoa học, kết hợp giữa công nghệ cao và liệu trình chăm sóc da phục hồi phù hợp với từng tình trạng da của khách hàng. Trẻ hóa hai khu, nâng cơ, xóa nhăn hiệu quả, kích thích đáp ứng tăng sinh collagen tự nhiên, tái tạo da, giúp da trắng sáng, căng bóng và trẻ hóa. 8 tháng 3, hãy dành tặng người phụ nữ phi thường món quà nhan sắc vô cùng ý nghĩa. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi cùng DK Eyebrows and Beauty.